Welcome to Sweetpeak channel. Today I want to make the video for to show everyone the sweet watch in Switzerland. Everyone in the world when talk about the watch, they think sweet watch. Yes, that's right. Sweet watch is very famous in the world, and the price is not cheap. From expensive to normal price and so cheap price, many brands of Swiss watch. So today I want to show everyone to see some watch, Swiss watch here. It's very expensive. Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh Sweet Việt. Ngày hôm nay Thư làm video chỉ cho mọi người xem là những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Khi mà nhắc đến những chiếc đồng hồ thì người ta sẽ nghĩ ngay đến là đất nước Thụy Sĩ là nơi sản xuất ra những chiếc đồng hồ rất là có giá trị và đẹp nữa, và giá cũng không hề rẻ nha quý vị. Có thể đồng hồ Rolex, hiệu Longines, many nhiều hiệu lắm, như dự đây hiệu Moutier nè, rất nhiều hiệu đồng hồ Thụy Sĩ và giá rất là mắc lắm luôn. Như giá này là giá chiếc màu này là 18.600, 13.800, 5.200, 12.800, 13.300, 14.800. Wow, rất là mắc tiền luôn quý vị ạ. Ngày hôm nay quý vị hãy xem video này của Thư nha, để xem những chiếc mẫu đồng hồ Thụy Sĩ giá mắc như thế nào. Từ chiếc Rolex mấy trăm ngàn đô la, thật là kinh khủng luôn quý vị. Một chiếc đồng hồ rất là nhiều tiền luôn nha quý vị. Đó, đây là đúng. Đây như một chiếc này là 7.480 đô la, 7.480 Swiss franc. Swiss franc more than dollar. And chiếc đồng hồ này là 13.400 Swiss franc. Còn cái 18.500, 18.500. Còn chiếc đồng hồ này là 18.000. Wow, thấy chưa cả nhà? Đồng hồ rất là mắc tiền, đồng Thụy Sĩ đó. Chiếc đồng hồ này là 13.000, 18.800. Đó, rất là mắc tiền luôn. Chiếc đồng hồ này là 11.500. Đây không phải là Rolex, đây không phải là Rolex nha quý vị. Bạn mắc như vậy đó, đồng hồ Thụy Sĩ đó cả nhà. Đây Rolex đây cả nhà ơi, Rolex. Một chiếc đồng hồ Rolex này thôi, cả nhà thấy không? 131.000. 100 franc. Giờ dễ sợ chưa? 131.000. Wow. Còn chiếc này 105. 105.000. Một chiếc màu Rolex này dễ sợ chưa? Hơn 100.000 đô la. Trời kinh khủng quá. Chiếc này 15.000, 15.000. 4.600. Wow, wow. Quá đồng hồ này đó, đồng Thụy Sĩ đồng hồ mắc tiền nhất. Đây cả nhà ơi. Đây Rolex nữa nè, đây cả nhà. 19.000. Cái này thì về rẻ hơn. 18.000. 100. Ồ còn cái này nè, trời ơi, 31.100. Trời Rolex nè, 31.100. Một cái đồng hồ dễ sợ luôn nha, nhiều tiền quá. Cả nhà thấy không? Đồng hồ Rolex nè, đúng hàng hiệu của Thụy Sĩ nữa nha cả nhà. Rất là mắc tiền luôn. Trời ơi, mấy trăm ngàn, mấy chục ngàn. Trời ơi, một chiếc đồng hồ này nè, 860.000. Wow, 860.000. Swiss franc. Wow, một chiếc 860.000 bê lá nè. Wow. Một chiếc màu này là 110.000. 110.000. Wow, expensive. Từ từ quay để mẹ quay. No. Đồng Thụy Sĩ mất tiền quá cả nhà ơi. Mẹ có làm gì đâu. Đây, những cái màu là 5.000, 6.000 không? 7.000, 7.000, 6.000. Đây là những đồng hồ đúng thương hiệu của Thụy Sĩ nha cả nhà. 105.000. 105.
$105,000 luôn. Dạ, Swiss franc. Mắc quá. Mắc là mắc tiền luôn cả nhà ơi. Đây nghĩ là nhiều hiệu ha. Đó mất tiền luôn. Khoan từ từ mày, để quấy chứ chưa. Xong rồi thì sĩ nè. Cái này thì rẻ rồi, 1.000 mấy, 2.000, 3.000. Đó, nó rẻ hơn. 2.000. Mấy cái này thì cũng rẻ hơn, 1.000, 2.000 không? 1.000 mấy, đây là rẻ. Thì sĩ Rado Switzerland, hiệu Rado của thị sĩ. Cái này thì rẻ rồi, 2.000, 2.000 mấy, 1.000 mấy. Thì rất là rẻ. Đây cũng vậy luôn. Đây nè, đây thì rẻ lắm, thì chỉ có mấy trăm thôi. Đây từ 300, 400 thì sĩ. Nhiều kiểu mẫu. 300, 400 này, 445, 395. 395, 445. It is cheap. Not expensive, này tí soft. Này cũng tí soft này cả nhà. Tí soft, 600, 600. More than 600. Tí soft thì rẻ rồi, này cũng tí soft nha cả nhà. Thì tí soft nha. Mấy chiếc này là đồng hồ cơ 425. Đồng hồ cơ nha cả nhà, không biết sẽ pin đâu, sẽ đồng hồ cơ. Này rẻ, tí soft là rẻ. Có chiếc này là 1.000 mấy. Đây, để mình xem đồng hồ. Đây, chiếc đồng hồ này 8.000, 9.000, 24.000, 24.000, 25.000. Very very expensive. It's 5,000, 9,000, 6,500. This is 64,500 chiếc đồng hồ. Wow, expensive. Đây là những hiệu đồng hồ Tissot nha cả nhà. Tissot giá rất là mềm. Từ mấy trăm. Cái này có 200, more than 200. Cái này sẽ bằng viên.